Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMS, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng. Ông Thản, thường được gọi với tên Đại gia Điếu Cày, bị truy tố về tội lừa dối khách hàng do có sai phạm liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Tại dự án này, ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khối nhà cao tầng đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với tòa nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Năm 2016, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư quản lý sử dụng đất đai tại các dự án nhà ở do doanh nghiệp tư nhân xây dựng, số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội và phát hiện nhiều vi phạm. Tập đoàn Mường Thanh đầu tư 12 dự án ở Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội thanh tra 9 dự án gồm CT5 Tân Triều, VP6 Linh Đàm, HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, CT6 Kiến Hưng, VP5 Linh Đàm và VP3 Linh Đàm. 3 dự án còn lại gồm khu đô thị Sa La, dự án CT11, CT12, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, dự án Đại Thanh, huyện Thanh Trì đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra. Qua thanh tra cho thấy, 9 dự án đều có nhiều vi phạm nghiêm trọng luật đầu tư, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật quản lý thuế. Đối chiếu quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 thì 9 trên 9 dự án có tình trạng vi phạm quy hoạch nghiêm trọng như tăng chiều cao công trình, tăng diện tích xây dựng khối đế, khối tháp, tầng hầm, chuyển đổi mục đích sử dụng từ văn phòng, dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng số lượng căn hộ với số lượng lớn, có dự án tăng gần gấp 6 lần số căn hộ được phê duyệt. Cụ thể, dự án VP3 Linh Đàm tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 192 lên 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch. Dự án VP5 Linh Đàm cũng tăng chiều cao từ 29 lên 33 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 216 lên 805 căn. Dự án VP6 Linh Đàm tăng chiều cao từ 25 lên 37 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 138 lên 840 căn, vượt 702 căn. Các tòa HH3, HH1 được phê duyệt mỗi tòa 816 căn hộ, xây thành mỗi tòa 2.000 căn hộ. Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà là hơn 8.896 căn, với dân số khoảng 26.688 người, vượt gấp 4 lần quy mô dân số được duyệt là 6.300 người. Dự án CT5 Tân Triều cũng xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ, vượt 354 căn. Dự án CT6 Kiến Hưng tăng diện tích thêm hàng ngàn mét vuông. Khối nhà cao tầng xây từ 231 căn hộ lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn so với quy hoạch. Khu nhà thấp tầng quy hoạch được duyệt 15 căn nhà liền kề cao 3 tầng, chủ đầu tư đã xây thành 38 căn liền kề cao 4 tầng. Toàn bộ diện tích 718,8 m2 quy hoạch xây dựng nhà trẻ ở khu vực này đã bị chủ đầu tư chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng. Các tòa HH Linh Đàm với diện tích 42.260 m2 có dân số bằng cả phường Hoàng Liệt, phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch, gây quá tải về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, trường học, nhà trẻ tại khu vực này. Không chỉ vi phạm về xây dựng, kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng các dự án không thực hiện các thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định, không tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án như thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chưa nộp đầy đủ nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng đã tiến hành khởi công xây dựng công trình. Công tác phòng cháy chữa cháy không tuân thủ theo quy định của pháp luật nhưng đã giao dịch bán các căn hộ cho người dân vào ở không đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân khi mua bất động sản cũng như làm thủ tục xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, sổ hồng, dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thực tế trong những năm qua, cư dân tòa chung cư VP6, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm đã treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả sổ hồng cho cư dân. Theo phản ánh, người dân đã về ở tại dự án nhiều năm nhưng vẫn chưa được bàn giao sổ hồng. Nhiều người dân bày tỏ bức xúc, bỏ cả tỷ đồng ra để mua căn hộ nhưng không được cấp sổ hồng, gây khó khăn về tâm lý cũng như việc kinh doanh, buôn bán, ổn định cuộc sống. Công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông là doanh nghiệp có tiếng tăm tại tỉnh Nghệ An. Phạm vi lĩnh vực hoạt động của công ty này khá đa dạng. Bên cạnh kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, thì công ty còn kinh doanh bất động sản, đại lý, mua bán phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu. Doanh nghiệp gây chú ý khi sở hữu hai khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An. Mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng thông tin về ông Lê Thanh Thản gần như không xuất hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp này. Báo cáo thường niên năm 2022 có tiết lộ một số thông tin về lương thưởng thu nhập của ông Thản và con gái là Lê Thị Hoàng Yến. Cụ thể, năm 2022, du lịch dầu khí Phương Đông chi trả cho ông Thản 36 triệu đồng, bao gồm lương thưởng thù lao và các khoản lợi ích khác. Tính trung bình, mỗi tháng thu nhập của ông tại công ty này ở mức tượng trưng 3 triệu đồng. Bà Lê Thị Hoàng Yến được trả mức 18 triệu đồng cho năm vừa qua, tương đương mức thu nhập 1,5 triệu đồng một tháng. Ghi nhận vào cuối năm 2022, trong danh sách cổ đông lớn của du lịch dầu khí Phương Đông, ông Lê Thanh Thản đang nắm 3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty. Trong khi đó, cổ đông Lê Kim Giang nắm hơn 3 triệu đơn vị, tương ứng 20,33% vốn điều lệ. Ông Đỗ Trung Kiên, con rể ông Thản, nắm 2,85 triệu cổ phiếu VDC, chiếm tỷ lệ 19%. Bà Lê Thị Hoàng Yến, thành viên hội đồng quản trị và là con gái ông Thản, nắm hơn 1,4 triệu cổ phiếu PDC, tương ứng với tỷ lệ 9,37% vốn điều lệ. Bà Phạm Thị Thu Thủy, thành viên hội đồng quản trị, sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu PDC, chiếm tỷ lệ 9,8%. Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu PDC, chiếm 9,8% vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 mới công bố, trong 3 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp của đại gia điếu cày khởi sắc đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần ghi nhận mức đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 42,33% so với cùng kỳ. Do tốc độ tăng doanh thu lớn hơn mức độ tăng chi phí, nên lợi nhuận sau thuế quý 1 tăng mạnh 114% so với cùng kỳ. Cụ thể, quý 1 năm nay, công ty ghi nhận lãi 1,8 tỷ đồng, so với mức lỗ 264 triệu đồng của năm ngoái. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 vừa được công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông, mã chứng khoán PDC cung cấp, trong 3 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 1 năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của du lịch dầu khí Phương Đông tăng 42,33% so với cùng kỳ, tương ứng 3,8 tỷ đồng, lên 12,8 tỷ đồng. Doanh thu tăng cao, nhưng giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng hơn 1,1 tỷ đồng, tăng 16,44%, lên hơn 8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tốc độ tăng doanh thu lớn hơn mức độ tăng của chi phí, nên lợi nhuận sau thuế quý 1 tăng mạnh 114% so với cùng kỳ. Cụ thể, quý 1 năm nay, doanh nghiệp của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản có lãi 1,8 tỷ đồng, còn cùng kỳ năm ngoái, lỗ nhẹ 264 triệu đồng. Ngày 31 tháng 3, du lịch dầu khí Phương Đông có tổng cộng 271,6 tỷ đồng tổng tài sản, tăng nhẹ so với mức 270,5 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Sau 3 tháng, giá trị tiền mà doanh nghiệp nắm giữ tăng hơn gấp đôi, từ gần 3,1 tỷ đồng hồi đầu năm lên 6,5 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 3. Nợ phải trả giảm nhẹ từ 138,9 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 xuống còn 138,1 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 3. Hầu hết trong cơ cấu nợ phải trả là nợ ngắn hạn. Ghi nhận vào cuối năm 2022, trong danh sách cổ đông lớn của du lịch dầu khí Phương Đông, ông Lê Thanh Thản đang nắm 3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty. Trong khi đó, cổ đông Lê Kim Giang nắm hơn 3 triệu đơn vị, tương ứng 20,33% vốn điều lệ. Ông Đỗ Trung Kiên, con rể ông Thản, nắm 2,85 triệu cổ phiếu PDC, chiếm tỷ lệ 19%. Bà Lê Thị Hoàng Yến, thành viên hội đồng quản trị và là con gái ông Thản,
nắm hơn 1,4 triệu cổ phiếu PDC, tương ứng 9,37% vốn điều lệ. Bà Phạm Thị Thu Thủy, thành viên Hội đồng Quản trị, sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu PDC, chiếm tỷ lệ 9,8%. Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco sở hữu 1,47 triệu cổ phiếu PDC, chiếm 9,8% vốn điều lệ doanh nghiệp. Công ty cổ phần du lịch dầu khí Phương Đông, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 1994 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, có tên Khách sạn Phượng Hoàng. Ngày 18 tháng 6 năm 1996, đơn vị này được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông. Đến tháng 2 năm 2007, được sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã tiếp nhận Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông về làm đơn vị thành viên và đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông. Ngày 21 tháng 1 năm 2008, Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thành lập và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông. Ngày 29 tháng 9 năm 2009, cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán PDC chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Năm 2011, toàn bộ phần vốn du lịch dầu khí Phương Đông thuộc sở hữu của PVN được chuyển giao sang nhóm cổ đông Ocean Group. Song kết quả kinh doanh không mấy hiệu quả. Đến giữa năm 2015, sau những biến cố lớn tại Ocean Group liên quan tới đại gia Hà Văn Thắm, du lịch dầu khí Phương Đông một lần nữa đổi chủ. Người tiếp quản là đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, ông chủ tập đoàn Mường Thanh. Phạm vi lĩnh vực hoạt động của du lịch dầu khí Phương Đông khá đa dạng. Bên cạnh kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn nhà hàng, thì công ty còn kinh doanh bất động sản, đại lý, mua bán phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu. Doanh nghiệp này gây chú ý khi sở hữu khách sạn Phương Đông, một trong những khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An, tọa lạc ngay trung tâm thành phố Vinh. Sau khi về tay ông Lê Thanh Thản, khách sạn Phương Đông đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông. Ngoài ra, du lịch dầu khí Phương Đông từng hợp tác với Ocean Group để phát triển dự án khách sạn Cửa Đông. Và sau khi phía Mường Thanh thâu tóm, thì khách sạn này cũng đổi tên thành Mường Thanh Grand Cửa Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!